Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng xe trộn bê tông đi tìm kiếm chiếc xe để chơi mới nha. Đi thôi, let's go. Tin. Các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy nguyên một dàn xe luôn các bạn. Wow, ở đây có rất là nhiều chiếc xe luôn, chất chồng lên nhau rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Rồi, mình sẽ khám phá xem là ở đây có những chiếc xe gì nha mấy bạn. Ở đây đầu tiên mình thấy có chiếc xe hang nè. Chiếc xe hang màu xanh hồng. Xe này đằng sau đó mình có thể xúc đất được nha mấy bạn. Đó, xe này mình đi xúc đất mình chơi nha. Rồi, chạy thôi. Tin. Động cơ rất là mướt luôn nha mấy bạn. Tiếp tục đây là chiếc xe tải các bạn ơi. Xe tải bên màu cam xanh, đằng trước nó có hai cái kẹn nữa các bạn, rất là xịn luôn nha. Đó, các bạn thấy động cơ mướt chơi chưa các bạn? Rồi, chạy thôi. Còn đây chiếc xe cũng tựa như vậy nhưng mà nó màu vàng nữa các bạn. Đó, tại sao nó mình có thể chở được rất là nhiều cát luôn nha. Kiểu dáng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Những xe này là kiểu dáng mới nhất luôn các bạn. Wow, động cơ rất là mướt luôn các bạn, rất là mạnh nha, chạy rất là xa luôn. Còn chiếc này nó bự hơn đó bạn, màu xanh lá. À, màu xanh lá nha bạn, xe này có tận 6 bánh luôn nha các bạn ơi. À, nó có biển số đó nè. Biển số là 32656 nha các bạn. Rồi, xe tải bự chạy thôi, tin tin. Ở đây mình còn xe có chiếc xe container nữa nè mấy bạn. À, xe container màu xanh vàng. À, kiểu dáng rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho xe container chạy nha. Rồi, để chiếc xe nhỏ này lên nha các bạn, rồi chở nó luôn nha. Tin. Rồi, mình cho xe tải này chạy nữa nha các bạn. Tin. Ui cha, đụng luôn rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục thôi. Tới luôn bác thầy ơi, tới luôn. Tin. Hôm nay mình kiếm được rất là nhiều chiếc xe đẹp luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.